Sáng nay ngày 20 tháng 11 năm 2019, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại buổi họp mặt, các đại biểu thầy cô giáo và các em học sinh cùng ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Nhà giáo Việt Nam và những thành tích nổi bật của ngành giáo dục huyện trong những năm qua. Đặc biệt, trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục huyện Thoại Sơn đạt được nhiều thành tích toàn diện và nổi bật trên các mặt hoạt động. Cơ sở vật chất trường lớp ở các cấp học đều được quan tâm đầu tư, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý không ngừng được bồi dưỡng, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, các phong trào thi đua trong toàn ngành cũng tiếp tục được đổi mới và thực hiện có hiệu quả.